Xin chào con hỏi cô, trong nhà con với bà ngoại với mẹ con không biết có oan trái gì mà mỗi khi con nói chuyện với họ con bị nổi sân. Mặc dù con cũng thương họ và họ cũng thương con nhưng cứ mở miệng ra là cãi nhau nổi sân lên. Ngay cả nói chuyện bình thường con cũng cảm thấy khó chịu. Con biết như vậy là bất hiếu nhưng con không biết cải thiện sao nữa. Còn với những người khác trong gia đình, kể cả ngoài đường, thì con đều nói chuyện bình thường. Quý vị nên thực hành rải tâm từ nhiều vô. Khi mà quý vị thực hành rải tâm từ một cách thường xuyên á, và quý vị có được cái sự trải nghiệm, có được cái kinh nghiệm về cái việc rải tâm từ, thì trước khi mà mình mở miệng ra mình nói với bất cứ ai đó, hướng cái tâm từ đối với người đó, hướng tâm từ đối với người đó, và khi chúng ta mở miệng ra chúng ta nói thì chúng ta phải nói bằng tâm từ. Ngược lại khi nghe cũng vậy, khi nghe cái lời nói nghe bằng tâm từ. Có những khi thì sư vẫn bản thân sư thì vẫn là phàm, thì đương nhiên là cũng có đôi khi có những âm thanh mà mình không có thích nghe, những cái người này nói người kia nói, hoặc là gặp người này người kia không có thích, thì cũng là một chuyện rải tâm từ cho người ta. Ví dụ như nghĩ người ta là cha của mình, quán tưởng người đó là cha của mình, không lẽ giờ con cái đi giận cha mình sao? Hoặc là quán tưởng người đó như là con của mình, không lẽ giờ cha mẹ giận con sao? Mà giận thì giận, mà thương thì thương. Khi mà mình rải tâm từ được đến đối tượng rồi á, thì tự nhiên cái lời nói của mình nó sẽ khác, tinh suy nó sẽ khác. Nhưng cái vấn đề là chúng ta phải thực hành rải tâm từ. Nếu như mà mình không thực hành rải tâm từ được, quý vị không nắm được cái mấu chốt, cái trạng thái của tâm từ, thì quý vị sẽ không thể nào đem cái tâm từ đó vào trong lời nói, không thể đem tâm từ đó vào trong suy nghĩ, hướng về một đối tượng nhất định. Và cái này phải thực hành, không phải nói ngày một ngày hai là được. Phải thực hành. Quý vị có thể thực hành 1 năm, 2 năm, 5 năm, 8 năm, 10 năm, nhưng nếu như không thực hành thì không thể nào làm được như vậy. Và có những vị đã trải nghiệm rất là rõ ràng cái chuyện mà đem cái tâm từ vào trong lời nói, tức là khi vị này nói chuyện với bạn đồng nghiệp hoặc nói chuyện với khách hàng, thì vị này đem cái tâm từ đó vào trong cái lời nói, và vị đó rải tâm từ đến với đồng nghiệp, đến với khách hàng, thì tự nhiên nó giống như là nó có một cái sự giao tiếp, nó có một cái sự kết nối giữa mình và người khác, và tự nhiên cái câu chuyện nó thay đổi một cách rất là đẹp đấy. Và đây không phải là chỉ có một trường hợp, hai trường hợp, mà rất nhiều những trường hợp đó. Cho nên nếu như mà bản thân chúng ta vẫn chưa có rải tâm từ được và chưa có đem cái tâm từ được vào trong lời nói đó, đó là do chúng ta thực hành còn chưa tới nơi tới chốn. Ráng thực hành.